Nhiều bác có hỏi tại điện máy Ecomart có bán dòng tủ lạnh side by side ở dòng trên 600 lít và dòng hai cánh, thì tại điện máy Ecomart đang trưng bày rất là nhiều các hãng luôn, đủ các hãng từ Samsung này đến Aqua, dòng side by side hai cánh có giá rất là tốt. Đặc biệt hơn là hiện tại Ecomart đang chạy ưu đãi khuyến mại cho các bác dòng của tủ lạnh Samsung nha. Dòng của tủ lạnh Samsung đang là chuyên gia số 1 về thiết kế và tủ lạnh xuất sắc 4 năm liền các bác nhé, đang đứng đầu với dòng tủ lạnh xuất sắc 4 năm liền đấy ạ. Và với cái mẫu tủ lạnh như các bác nhìn thấy, bên em đang sẵn hai mẫu cho các bác là dòng RS62 R5001B4 và RS62 R5001M9 với hai màu sắc chính chủ đạo là màu xám nhạt và màu xám đậm. Đây là dòng tủ lạnh side by side có dung tích trên 600 lít, các bác sử dụng cho gia đình từ 5 thành viên trở lên. Hơn nữa, nếu nhà các bác sử dụng hàng quán, các bác sử dụng mẫu này cũng rất là ok. Mẫu này thì nhiều bác có hỏi là với cái tủ mà to như thế này, với cái tủ to như thế này thì có tốn điện không? Câu trả lời là không các bác nhé. Với cái mẫu tủ này đều được có tính năng là tính năng tiết kiệm điện công nghệ Digital Inverter, cho nên là các bác hoàn toàn yên tâm sử dụng một cái tủ lạnh to như này nhưng không tiết kiệm điện. Sản phẩm các bác nhìn xem, khay của nó đều là khay nhựa chịu lực và khay của nó cũng đều là khay kính chịu lực nha. Tất cả những cái khay kính này thì sắp xếp rất là khoa học. Các bác muốn mở hàng quán các bác sử dụng cái mẫu này cũng được. Mặt của sản phẩm là hoàn toàn là mặt thép không gỉ, phủ sơn tĩnh điện nha các bác. Hơn nữa thì với cái mẫu này, nhiều bác bảo là nó rộng như thế này thì sợ có lẫn mùi sang các thực phẩm khác không, hoặc là có mùi không, thì các bác cũng hoàn toàn yên tâm là bởi vì mẫu này có bộ lọc than hoạt tính khử mùi, giúp cho những cái mùi của những cái đồ ăn nó không bị lẫn vào nhau. Cũng như là với cái bộ lọc này thì nó sẽ đảm bảo được an toàn vệ sinh của nhà mình. Hơn nữa thì viền của sản phẩm nha, dung tích lớn hơn với kích thước tủ. Các bác nhìn ra viền cách nhiệt siêu mỏng ạ. Với cái viền cách nhiệt siêu mỏng như này, các bác nhìn, siêu mỏng như này khiến cho cái không gian tủ trở nên rất là rộng và tận dụng tối đa cái chiều rộng của tủ luôn. Đặc biệt hơn là bảng điều khiển bên trong sản phẩm như này. Bảng điều khiển bên trong sản phẩm này sử dụng rất là dễ dàng. Với một cái sản phẩm mà rất là ưu việt như này, các bác nhìn xem hai cái màu tủ này nhá, cái mẫu này các bác để trong không gian bếp của nhà mình, thì thực sự rất là sang trọng luôn, cái mẫu này luôn. Và hiện tại tại mẫu này thì đều có trả góp lãi suất 0% cho các bác, với cái mẫu tủ lạnh của Samsung, mẫu RS62 5001B4 hiện tại đang bán cho bác giá là 16.630.000. Ngoài ra mẫu màu xám nhạt thì sẽ rẻ hơn với giá 14.890.000. Các bác thấy chưa, dưới 15 triệu các bác đã sở hữu cho mình một cái tủ side by side với những cái tính năng rất là tuyệt vời. Và tại điện máy của mắt còn có trả góp cơ mà, đúng không ạ? Cho nên là các bác hãy qua địa chỉ là km 13 quốc lộ 3 thị trấn Đông Anh để tham khảo sản phẩm cũng như để trải nghiệm những cái sản phẩm đang bày bán tại Ecomart ạ. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.